Xin chào các bạn, làm giàu từ nuôi cá thì đã không còn là ý tưởng mới, tuy nhiên lại không phải ai cũng thành công. Mỗi người nuôi cá đều có những bí quyết riêng, từ việc lựa chọn giống cá cho đến cách thương nuôi là vô cùng quan trọng. Và nếu bạn đang muốn khởi nghiệp từ cá thì hãy tham khảo ngay những câu chuyện có thật từ những lão nông đã thu lại tiền tỷ từ nuôi cá để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân mình các bạn nhé. Một, lão nông miền Tây thu lại tiền tỷ nhờ nuôi cá trình. Đó là câu chuyện có thật làm giàu từ nuôi cá của ông Nguyễn Hữu Ánh, 65 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông đã thu lãi trên 1,5 tỷ đồng trên một năm nhờ nuôi đặc sản cá trình. Ông Ánh kể, ban đầu thì ông mua 20kg cá giống, trong đó loại 20 con trên 1kg từ Khánh Hòa về thả nuôi. Và nhờ kinh nghiệm sẵn có từ nghề nuôi cá bống tượng, cho nên ông khá thuận lợi trong việc nuôi cá trình. Và thật bất ngờ, sau 18 tháng thả nuôi, thì ông Ánh đã thu hoạch được 330 con cá trình, trọng lượng từ 1 cho đến 3 con trên 1kg, thương lái đến mua hết. Nhờ đó ông có được 65 triệu đồng, tương đương 20 lượng vàng vào thời điểm năm 2000. Và có được nguồn vốn khấm khá từ rất nhiều năm nuôi cá trình. Cho đến năm 2019, thì ông Ánh quyết định đầu tư hơn 8 tỷ đồng để mua 5,5 hectare đất tại ấp 3, xã Tân Thành để mở rộng mô hình. Ông thuê cơ giới đào 40 ao, mỗi ao với diện tích là 800m2 và bắt cá trình giống về nuôi bài bản hơn. Ông Ánh cho biết, cá trình thì dễ nuôi, ít bệnh, thức ăn chủ yếu là cá tạp. Tuy nhiên, vốn đầu tư con giống thì khá cao, thời gian dài thì mới cho thu hoạch. Về kỹ thuật giúp nuôi cá trình lớn nhanh, thì khi đào ao xong, phải cho nước và ngâm từ 15 cho đến 20 ngày, rút sạch nước cũ và bơm nước mới vào. Sau đó thì dùng vôi bột để xử lý nước. Mực nước phù hợp để nuôi cá trình là khoảng 1,6 mét. Để hạn chế các bệnh đường ruột thì ông Ánh cho cá ăn cách ngày và theo giờ cố định. Mỗi ao thì ông thả nuôi 1.000 con cá trình giống và sau 8 tháng, tùy vào kích cỡ thì ông tiến hành tách đàn sang những ao khác. Cá nuôi khoảng 18 tháng thì cho thu hoạch. Với 40 ao nuôi thì ông Ánh thu hoạch luôn phiên, đảm bảo có cá bán đều đặn. Và hiện tại, mỗi năm ông bán trên 4 tấn cá trình. Cá đạt trọng lượng 1kg trên một con trở lên có giá là 550.000 đồng trên 1kg. Còn cá từ 700 đến 900g trên một con thì giá là 440.000 đồng trên 1kg. Nhờ đó mà ông thu lãi trên 1,5 tỷ đồng. Và ngoài nuôi cá trình, ông Ánh còn kết hợp trồng trên 600 cây dừa, 150 cây sapoche và hơn 50 cây xoài để tăng thêm thu nhập. 2. Lão nông thu 2 tỷ nhờ nuôi cá chép giòn. Ông Lê Văn Dũng được mệnh danh là tỷ phú cá chép giòn ở Đồng Tháp. Mỗi năm xuất bán trên 200 tấn cá, thu về tiền tỷ, cũng là câu chuyện làm giàu từ nuôi cá mà các bạn có thể học hỏi. Năm 2011, ông Dũng được một người bạn giới thiệu về mô hình nuôi cá chép giòn ở trên sông. Và thời điểm này, ở miền Tây ít người nuôi, trong khi nhu cầu thị trường khá cao cho nên giá cả luôn ở mức cao. Thấy vậy thì ông Dũng quyết định nhập 6.000 con giống để nuôi thử nghiệm. Năm 2014, nguồn nước ở khu vực sông Cái Vừng, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp thì không còn phù hợp, cho nên ông Dũng phải di rời bè cá chép giòn ra sông Tiền, đoạn chảy qua xã An Phong, huyện Thanh Bình để nuôi cho đến nay. Về hành trình đưa cá chép giòn ra thị trường, theo ông Dũng kể lại rằng, ông từng rong ruổi trên chiếc xe máy, với hai bên treo hai giỏ cá chép đến rất nhiều nhà hàng, quán ăn ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang để giới thiệu sản phẩm, thậm chí phải nài nỉ tặng cá cho khách hàng ăn thử. Và nhờ sự kiên trì cộng với chất lượng thịt cá dai, thơm ngon, cho nên dần được thị trường chấp nhận. Sau đó thì nhiều thương lái đến tận bè cá của ông để mua. Và ưu điểm của cá chép giòn là dễ nuôi, ít bệnh, tăng trưởng nhanh, giá thì luôn ở mức cao, hút hàng. Hiện tại thì mỗi năm ông Dũng bán ra thị trường khoảng 200 tấn, giá dao động từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng trên 1kg, thu nhập trên 2 tỷ đồng trên năm. Thị trường tiêu thụ thì khắp các tỉnh, thành của đồng bằng sông Cửu Long cho đến thành phố Hồ Chí Minh và ra tận miền Trung. 3. Chàng trai kiếm tiền tỷ từ nuôi cá trên nóc nhà. Không phải nuôi cá bán thịt, mà đây là câu chuyện có thật, làm giàu từ nuôi cá cảnh. Anh Nguyễn Hữu Thắng, 22 tuổi, đã có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng mỗi tháng từ 20 bể cá ở trên sân thượng.
là nông dân Sơn Thượng và mới 22 tuổi, tuy nhiên kiến thức về nuôi cá vàng của anh Thắng lại thuộc hàng có tiếng trong giới chơi cá cảnh ở Việt Nam. Và dù không có cửa hàng, chỉ bán online, tuy nhiên doanh thu hàng tháng đạt từ 100 triệu đến 200 triệu đồng trên một tháng. Và sau 4 năm khởi nghiệp thì chàng trai trẻ đã trả hết số nợ đầu tư ban đầu là khoảng hơn 2 tỷ đồng và bắt đầu có lãi. Cậu nhận ra tiềm năng lớn nuôi cá vàng ngoài trời thay vì nuôi ở trong nhà thì cá vừa khỏe lại tiết kiệm điện. Hôm sau, cậu gọi thợ đến xây một chiếc bể với diện tích là 4m² để nuôi 30 con cá mới mang từ Thái Lan về. Có không gian, ánh sáng, đàn cá sinh trưởng tốt, màu sắc đẹp. Một tháng thì bán lãi gấp đôi, thậm chí có con màu sắc đột biến, còn gấp từ 3 đến 4 lần. Cá bán hết, chàng trai bàn với bố bị sân thượng 200m² trở thành nhiều bể nuôi cá. Và với 200 triệu tiết kiệm, cậu vay thêm bạn bè và gia đình, xây 20 bể cá trên sân thượng với hệ thống lọc nước 24/24 giờ và tạo vi sinh cho cá. Phía trên mái được lắp kính trong suốt, mục đích để điều hòa nhiệt độ, chống mưa bão, tuy nhiên vẫn đảm bảo ánh sáng nhiều nhất. Và lúc cao điểm, 20 bể cá của Thắng nuôi tới 600 con cá vàng. Tiền lãi một phần thì quay vòng, một phần tích góp để trả nợ. Con cá đắt nhất mà anh từng bán lên tới 35 triệu đồng với màu sắc bắt mắt và nặng tới 1 kg. Cùng với tiền bán cá khủng, lại từng đạt 8 giải nhất của khu vực Đông Nam Á trong các cuộc thi cá vàng, cho nên Thắng trở nên nổi tiếng và bán được nhiều cá hơn. Trên đây là số ít trong rất nhiều câu chuyện có thật về việc làm giàu từ nuôi cá. Chúc các bạn sẽ chọn được cho mình một mô hình làm giàu phù hợp các bạn nhé. Đến đây video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.